Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau nhiều ngày vắng bóng, vắng mặt trên YouTube thì hôm nay mình trở lại với con máy của mình đây. Thì là do máy của mình phải vận chuyển đi một nơi khác để làm nên là hôm nay mới quay trở lại cho các bạn được. Đấy, hiện tại thì sau khoảng 3 ngày kéo trên đường dài thì con máy mình đã đến được tới nơi làm việc các bạn ạ. Thì hôm trước thì mình có đi ghép cùng với một con xe bánh xích này, một con xe lu này. Đấy, nên là hơi lâu một chút xíu. Vì hàng đi ghép thì nó sẽ chậm trễ hơn là so với hàng nó đi một mình. Vì đi một mình thì chi phí nó cao, còn đi ghép thì nó sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Đấy, các công tác đã bắt ống rồi dọn dẹp để chuẩn bị đưa con máy xuống này. Hiện tại con máy của mình đang bắt đầu nằm trên con xe thùng này. Bây giờ các bác tài xế, các bác lái máy đang dọn dẹp để chuẩn bị đưa nó xuống. Đây, nó nằm gọn trên một cái thùng này các bạn này. Giờ thì con này có hai kiểu xuống, một là đắp một đống đất thật cao để cho nó xuống, hai là con xe phọc ở đằng phía sau kia nó sẽ lùi đít và mình sẽ bò từ từ xe qua xuống xe phọc là xong các bạn nhé. Đây, đây, các công tác rất là khó khăn, chật chội này. Đây, thì các bạn xem cái cảnh rút một con máy từ trên xe thùng ra, một con xe ghép nó như thế nào nhé. Đây, cận cảnh con máy xúc của mình đang chui từ trong thùng ra để di chuyển sang một con phọc các bạn ạ. Thật sự phải rất là từ bình tĩnh nha. Từ từ thôi nha. Từ từ thôi. Rồi, chậm chậm thôi. Anh Nhật ơi, chỉ cho nó để lùi thật từ từ thôi nha. Trả lái lại đây, thẳng đây. Rất là nguy hiểm, rất là đông người luôn. Hạ thấp cần xuống đi ông ơi. Được rồi đấy, ngon rồi. Chờ lấy gầu đã. Đợi lấy cái gầu ra luôn. Bắt đầu để cho nó chui ra. Rất là vất vả đấy các bạn ạ. Đầy đủ cả vô một xuống luôn. Qua sang bên này nhá. Trên kia còn một con xe lưu và một con Komatsu 120 nữa các bạn ạ. Thì hai con đấy được một con chuyển về Bình Dương, một con chuyển về dưới Bến Tre. Từng bộ phận một. Đầy đủ đồ chơi, đồ nghề để phục vụ khán giả.
bo sang bên này đi nhá. Bo sang bên này. Rồi ok ok. Thôi 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 được rồi, để anh tới tiến ra hạ tha xuống là xuống thôi. Một siêu phẩm cập cảng anh em ạ. Trong này thời tiết thì đang nắng. Cho tí chạy sâu vào trong luôn, xong hạ cầu xuống. Được, được, hạ cầu xuống là xuống được. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đây, giờ phọc nâng đầu này nâng thêm tí nữa để máy nó xuống dễ dàng hơn. Tí nữa sẽ bơm, vì là mình để lâu là không chạy là. Rồi, ngon lành. Xong luôn. Rồi, đẹp rồi. Đây là anh Nhật. Ôi, từ từ, từ từ. Rồi, rồi, ok, ok. Tại nó, cho nó tiền rồi. Rồi. Đưa nhiêu ấy, 1 xí. Cho nó 2 xí đi, tạo nó. Ờ, đúng chật rồi. Đó. Nhưng mà 200, anh có 500 luôn. Ừ, 200. Qua cho nó, tiền. Rồi. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ buộc gắp cái gầu kia vào nữa, thì bàn giao bàn giết là đánh máy về các bạn nhé. Hẹn gặp lại anh em vào trong các video gần nhất. Mình sẽ sớm quay trở lại với các bạn.